đẹp quá, làm như mình sinh ra để làm nhiếp ảnh hay sao? Tấm nào nhìn nó cũng đã hết. Chào anh nhiếp ảnh gia đẹp trai, hình của em có chưa? Thôi chào người đẹp, ngồi đi em. Dạ. Đây nè, mấy cái hình hôm bữa anh chụp nè, anh đang kiểm tra lại nè. Ủa, anh nhớ anh gửi mail cho em rồi mà. Em có việc đi ngang đây nên ghé đây luôn. Em chưa check mail nữa. Vậy hả? Vậy thôi ngồi đây đi, anh vô lấy nước ra uống ha. Rồi anh em mình có hình luôn. Mời người đẹp. Dạ em cảm ơn anh. Ừ, đây nè, mấy cái hình hôm bữa anh chụp cho em nè, thấy không? Dạ hôm nữa em cưới, anh chụp cho em nha. Em chuẩn bị cưới hả? Chúc mừng em nha. Dạ đúng rồi, em chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ chỉ còn chờ một thứ nữa là có thể cưới. Em ơi, em đang ngồi ở một studio xịn sò nhất ở đây và đang nói chuyện với một nhiếp ảnh gia rất là chuyên nghiệp. Chỉ cần em đưa ra yêu cầu thôi, anh sẽ thực hiện tất tần tật những yêu cầu của em một cách hoàn hảo nhất. Em còn thiếu chú rể đó anh. Em chọc anh đúng không? Mấy câu chọc ghẹo này bây giờ người ta dùng đầy ra. Em không ngờ cũng còn người dính đòn nữa. Anh dễ thương thiệt á. Ừ, anh đẹp trai chứ lạc hậu lắm. Lạc hậu nhưng dễ thương. Không như crush em á, hiện đại quá cũng mệt. Crush nghĩa là người em thích mà chưa thích em đó anh. Em giải thích sẵn luôn, sợ anh không hiểu. Anh hiểu mà. Cũng cảm ơn em đã có lòng giải thích cho anh hiểu. Ảnh thì giỏi lắm anh, ảnh thì cái gì cũng biết hết. Còn em á thì người đơn giản bình thường thôi à. Thật ra thì đối với anh, chuyện tình cảm mình phải có cái duyên. Em hiểu không? Khi mà có duyên rồi á thì chắc chắn mình sẽ tìm được tiếng nói chung. À, anh vừa mới nói gì ta? Tiếng nói chung? Ừ. Không, em thuộc tiếp người con gái hiện đại. Em không đi tìm một cái gì đó mù mờ. Em muốn tự tạo ra. Là sao? Thì như anh nói đó, có duyên nợ thì tìm được tiếng nói chung. Còn em tạo ra tiếng nói chung có nghĩa là có duyên nợ rồi. Ê khoan khoan. Cái khúc này nó có gì đó lấn cấn đúng không em? Thôi anh không cần biết đâu, em biết là được rồi. Gì anh phải giúp em chứ. Giúp em hả? Giúp em gì? Đúng rồi, thì giúp em tìm tiếng nói chung với cờ rớt em. Ủa là sao anh không hiểu? Anh đi giúp em được cái gì? Đó là cái chuyện tình cảm của em mà. Nhìn anh hoang mang hết tội nghiệp quá. Thôi để em giải thích cho anh nghe nè. Là như vậy, trong tất cả các đam mê của cờ rớt em thì ảnh thích nhất là nhiếp ảnh. Mà em á thì biết tới selfie là hay lắm rồi. Ảnh không thích vậy, ảnh á chuyên nghiệp lắm kìa. Có nghĩa là em muốn anh chỉ cho em về nhiếp ảnh đúng không? Để khi mà em có chút kiến thức về nhiếp ảnh rồi thì em sẽ dùng cái đó làm cái tiếng nói chung để mà crush đúng không? Cũng đúng nhưng mà cũng sai. Sao? Đúng á là em cần kiến thức để trao đổi. Mà sai á là em lười học lắm anh ơi. Em không có kiên nhẫn để học chuyên nghiệp đâu. Nhưng mà khi qua đây á thì bắt buộc anh phải dạy chuyên nghiệp cho em. Chứ em hiểu không? Cái nhiếp ảnh này khi mà mình học nó nửa vời á thì chắc chắn mình sẽ không tạo được cái sản phẩm đẹp đâu. Thôi hay là anh chỉ cho em vài mẹo nhỏ nhỏ để em biết đường nói chuyện là được rồi. Mẹo nhỏ nhỏ? Có nghĩa là... Có nghĩa là chém gió đó. Chào em. Nè bé My làm mấy cái bánh mới, nhờ em mang qua cho anh. Rồi, cho anh gửi lời cảm ơn bé My nha. Giới thiệu với em, đây là Chi, bạn của anh, còn đây là Dân, khách hàng của tiệm. Em chào chị Chi, chị nói đúng đó. Em chỉ cần biết chút chút để chém gió thôi. Tại vì khả năng chém gió của em là siêu cấp vô địch. Nhưng mà nhiếp ảnh em hiểu không? Cái kiến thức nó mênh mông lắm. Anh không biết bắt đầu từ chỗ nào. Thì bắt đầu từ đầu chứ từ chỗ nào nữa. Bây giờ nhá, anh chỉ cần chỉ cho cô bé ấy một vài cái về khẩu độ này, tốc độ này, ISO này. Đó, như đó thôi là chém đủ 2-3 ngày rồi. Đó đó, đúng rồi đó anh. Nhưng mà có phải nhớ mấy thông số không? Em giỏi trong mấy vụ nhớ số á. Tất nhiên là phải nhớ thông số rồi em. Ví dụ như này đúng không? Đây là... Thôi thôi, hay là mình thực hành thử đi anh. Chứ nói hay vậy sao em nhớ được. Ê, này dễ lắm. Anh chụp cho cô bé một vài tấm, cùng góc chụp, cùng mẫu. Mình chỉ cần thay đổi thông số thôi là cô bé hiểu liền đó. Đó đó, như chị nói nè. Công nhận anh có cô bạn gái vừa xinh mà vừa thông minh nha. Không phải. Không phải thì thôi. Bây giờ mình thực hành đi. Gán giúp em đi, lần này mà em cua được cờ rớt hả thì đám cưới để anh bao thầu luôn. Vậy ha.
một chút nữa sẽ chụp cho em ở trên kia. Nhưng mà mấy cái thông số này chi tiết lắm. Ví dụ như là em giữ nguyên góc chụp, em thay đổi ISO, khẩu độ và tốc độ, rồi giữ nguyên khẩu độ, thay đổi ISO và tốc độ. Bữa nay sẽ giúp cho em so sánh giữa cái việc mà giữ nguyên khẩu độ ha. Còn những cái thông số khác á, thì hôm khác sẽ truyền đạt cho em. Chứ một ngày không đủ đâu. Dạ, biết bao nhiêu đó là ngon rồi anh. Đủ chém gió rồi ha. Rồi, ok. Đây, em nhìn nè, thấy chưa? Dạ. Khi mà anh đóng khẩu chụp em á, thì hậu cảnh phía sau em nó sẽ rõ nét hơn và em sẽ không nổi bật. Nhưng đây, em coi cái tấm này nè. Đó, cái tấm này, đây. Cái tấm này là lúc anh tăng khẩu lên. Đó, ánh sáng sẽ nhiều hơn và em sẽ nổi bật hơn so với cái hậu cảnh. Hay quá anh. Làm vài tấm đấy ha. Dạ. Okay. Công nhận hình chụp đẹp thiệt á. Nhìn chụp quen cũng dễ hiểu nữa. Ủa mà khoan, mấy cái tổng số nó nãy giờ em nhớ được không vậy? Em cả là không nhớ. Tất nhiên là không nhớ rồi anh. Nhưng em đã có tư liệu để chém gió rồi. À, anh chị soạn đồ sẵn để ăn đám cưới em nha.